Video này được mang đến cho bạn bởi đồ chơi công nghệ Seven, nơi đang bán tai nghe One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon với chất âm chuẩn Hi-Res, nhịp bass sống động với màng loa 50mm, thích hợp nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây có thể dễ dàng thay thế, đệm tai êm ái, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo. Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng. Anh em có thể bấm vào đường link dưới phần mô tả và bình luận, giật ngay mã giảm giá 160k, mua ở Amazon hơn 750k, giờ chỉ còn 590k. Còn bây giờ, xin mời vào video. Trong một tương lai gần nhưng mà xa so với thời điểm phim ra mắt, cứ mà gần với mình bây giờ, cảnh sát Mỹ đã phát minh ra một quả chuyên đề mới giúp bắt tội phạm giết người trước cả khi chúng kịp gây án rồi nhét vào trại giam, nơi tù nhân bị giữ trong trạng thái hôn mê nhân đạo. Họ làm như thế bằng cách nào? Tất nhiên là đánh cho đến khi bất tỉnh. Làm cách nào để bắt à? Dùng AI để chạy dữ liệu hồ sơ tội phạm để phân tích? Không, như thế thì chán quá, sao làm phim được? Họ sử dụng những con người có khả năng tiên tri đặc biệt, gồm một cặp sinh đôi và một người phụ nữ, nhét người ta vào bể bơi chứa toàn dung dịch thuốc ngủ để giữ họ trong ranh giới nửa tỉnh nửa mê, mặc dù tôi chắc chắn là dùng AI thì sẽ tiện hơn đấy. Để những người kia mơ về những vụ án mạng sắp xảy ra trong tương lai, tạo điều kiện cho cảnh sát sử dụng dữ liệu trích xuất từ não họ, ngăn chặn thủ phạm trước cả khi tội ác xảy ra. Nhờ có thế, suốt 6 năm kể từ khi thử nghiệm chuyên đề, tỷ lệ án mạng ở Washington DC giảm hẳn 90%. Tội phạm có suy tính kỹ thì họ ngăn chặn được hết, cơ mà bồng bột lên cơn giết người như kiểu là đi làm quên kính, về nhà lấy thì phát hiện vợ đang chịch nhau với ông hàng xóm, tức quá cầm kéo double kill thì thi thoảng mới đến kịp để chặn một vụ. Đây là John Anderton, chỉ huy của đội ngăn chặn tội ác, gọi tắt là pre-crime. May là không có đội ngăn chặn xuất tinh, vì thế thì sẽ gọi là pre-crime. Lý do anh làm chỉ huy là vì anh là thằng chạy nhanh nhất hội, nên là khi có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ sủi trước và đổ lỗi cho cấp dưới. Lý do sâu xa thì đến từ bản thân John. Anh nỗ lực để trở thành chỉ huy như vậy là vì vài năm trước khi chuyên đề bắt đầu, John để lạc con ở bể bơi công cộng, đến giờ vẫn không rõ tung tích. Sự kiện này đã biến John thành Batman đảo ngược, nhưng mà Batman thì hít nỗi sợ của tội phạm, còn John thì hít ma túy và nhấn chìm nỗi buồn bằng cách xem lại ảnh con. Điều này khiến cuộc hôn nhân của anh tan vỡ và hiện tại tất cả nỗ lực trong công việc của anh chỉ là để ngăn chặn bi kịch của mình xảy ra với bất cứ ai. Thành quả cũng sắp đến với anh thật, dự án pre-crime sắp được phổ biến trên toàn quốc. Nhưng mà tự dưng có thằng ở Bộ Tư pháp Liên bang tên là Danny Whitger đến kiểm tra, xăm soi hết từ lỗi này đến lỗi kia. John cũng cáu phết, nhưng mà anh chỉ không biết trông con thôi, chứ phân định đúng sai thì anh biết. Sau khi bình tĩnh lại, tất cả vì một tương lai tươi sáng nên là anh cũng đích thân mình kiểm tra chuyên đề. Khi xuống phòng của các nhà tiên tri để kiểm tra, một trong ba người đột nhiên tỉnh dậy, bấu chặt vào vai John, hỏi anh có thấy gì không. Trần nhà chứa màn hình LCD bắt đầu chiếu một vụ án cũ, một trong những vụ án đầu tiên mà pre-crime ngăn chặn, vụ giết người bằng cách dìm chết mà nạn nhân là một phụ nữ tên là Anne Lively. Điều kỳ lạ là vụ án này được ngăn chặn rồi, cơ mà ngay sau đó thì bà này mất tích. John thấy lạ, check lại dữ liệu trong sở thì nhận ra là đúng là có video về vụ án trích ra từ giấc mơ của ba nhà tiên tri, mỗi tội là không phải là cái anh thấy trên màn hình lúc trước. Thấy lạ chồng thêm lạ, anh liền mang hồ sơ vụ án đi gặp Lama Burgess, thầy của anh, đồng thời cũng là một trong những người sáng lập pre-crime, thì được ông giải thích rằng thi thoảng các nhà tiên tri sẽ mơ về vụ án ngay cả khi nó đã được ngăn chặn, như là kiểu một âm thanh vọng lại đến lần hai. Cơ mà vì nó chỉ là tiếng vọng nên là các chuyên gia phân tích sẽ đối xử với nó như cách mọi người đối xử với tổn thương tâm lý, chỉ việc lờ đi là xong. Anh về sở làm việc tiếp thì máy móc thông báo các nhà tiên tri đã dự đoán một vụ án mới, vụ án sẽ xảy ra trong vòng 36 tiếng nữa. Cơ mà chớ trêu thay, John chính là thủ phạm, còn nạn nhân là một cái tên lạ hoắc, Leo Crow. Trong những lúc như thế này thì quan trọng là cười tự tin. Sáng rồi chạy, và như mọi nhân vật Tom Cruise khác thì đố ai bắt được anh. Danny Whitger tiếp quyền chỉ huy, ra lệnh truy bắt John bằng được. Anh thất thểu trốn khỏi sự truy quét của anh em trong sở, nhảy từ xe này qua xe khác, nhà này qua nhà khác, cong xương sống vẹo xương hông. John cố sống cố chết nhảy vào một khu vườn, bị đám cây đột biến trong vườn cào rách cổ. Anh mò vào nhà kính thì gặp một bà già nhìn anh với cặp mắt hiếu kỳ. Hóa ra bà cụ này là tiến sĩ Iris Hinneman, người thứ hai gây dựng lên chuyên đề pre-crime. Bà cụ trước tiên cho anh uống thuốc giải độc, rồi mới giải thích rằng những nhà tiên tri thực ra không phải là kiểu kết tinh thần thánh gì cả, mà đơn giản chỉ là những đứa trẻ có bố mẹ nghiện ngập, não bị hư tổn vì bà bầu chơi thuốc. Dị tật bẩm sinh như thế thì khiến hầu hết đám trẻ chết non, nhưng mà những đứa sống sót thì lại có khả năng nhìn trước tương lai. Ban đầu thì bà Iris chỉ nghiên cứu đến thế thôi, cơ mà thầy của John chính là người đã lấy nghiên cứu của bà tạo ra pre-crime như ngày hôm nay. John hỏi bà về cách thay đổi tương lai thì được tiến sĩ Iris bật mí rằng có một cơ chế ẩn giữa ba nhà tiên tri ở sở cảnh sát. Bình thường thì cả ba người sẽ cùng mơ về một khả năng tương lai, nhưng thi thoảng một trong ba người sẽ bất đồng
tâm ý kiến với hai người còn lại, tức là mơ về một viễn cảnh khác, nói trắng ra là một nhánh tương lai khác có thể xảy ra. Đáng tiếc là đa số đánh bại thiểu số, cái tương lai khả dĩ này sẽ bị các nhà phân tích lờ đi, không sao lưu lại, tại vì một lẽ đơn giản, họ muốn giữ được cái danh rằng pre-crime luôn chính xác, kể cả khi phải giấu giếm đi chính bản chất của dự án, có nhiều hơn một tương lai, tức là 50-50. Nhưng mà đây là mạng người chứ có phải là ai là triệu phú đâu, 50-50 là quá dở. Bà Iris gọi tương lai mà một trong ba người kia nhìn ra là Minority Report hay là báo cáo thiểu số, đúng như tên phim. Anh cảm ơn bà già, nhưng bà cụ lại trả lời bằng một nụ hôn kiểu Pháp, the hell. Và bonus thêm cho anh thông tin rằng nếu có báo cáo thiểu số thì nó sẽ là của Agatha, người phụ nữ duy nhất và cũng là nhà ngoại cảm mạnh nhất bọn. Anh chỉ cần biết cách lấy nó ra mà thôi. Nhưng mà cái quan trọng là giờ thì anh sẽ phải về lại đúng cái nơi mà anh cố phải thoát ra, chỉ để tìm Agatha. Trong lúc John đang chim chuột với cái máy bay thì Danny gặp Lara, vợ cũ của John, để tìm kiếm thông tin. Danny cố xoáy vào sự rạn nứt giữa John và Lara với những chuyện xảy ra sau khi hai người mất con, tiện tìm hiểu thêm về lý do mà tại sao anh có thể đi giết ai, nhưng mà cô khước từ và đuổi đi. Trở lại với nhân vật chính, John đang nghĩ kế hoạch tìm đường về sở. Mỗi tội là anh giờ là kẻ truy nã mà ở thành phố tương lai, cứ đi đường 10m thì lại dính một cái máy quét chạy đằng trời. Với những nhiệm vụ bất khả thi thì giải pháp vượt qua nó phải là không tưởng. John liên lạc với một bác sĩ mắt trợ trời mà anh xin được contact lúc đi mua mai thúy. Ông bác sĩ hẹn gặp John ở một xóm nghèo rồi thay mắt cho anh như giao hẹn. Mắt John chớp chớp, da quét xoáy xoáy. Ông bác sĩ còn làm đồ ăn cho John, dặn dò kỹ là trong 12 giờ đầu thì anh không được tháo băng bịt mắt nếu mà không muốn từ giờ về sau đọc sách bằng tay. Đang giữa đêm thì John đói bụng, mò vào tủ lạnh ăn, nhưng mà lỡ ngớ thế nào bốc toàn đồ ăn hỏng trong tủ, phải vào toilet rửa mồm. Đúng lúc đồng nghiệp của anh khoanh vùng đến nơi, dùng robot nhện để quét mắt từng người trong căn nhà khổ chuột. Lũ robot khám từng nhà, vạch mắt từng người quét. John trốn dưới bồn nước đá để giấu thân nhiệt, mỗi tội là thở hơi to khiến bọn robot trích điện cho trồi lên. Anh bị chúng vạch bắt ra kiểm tra, cơ mà may là thời hạn tháo băng đã đến gần nên là anh này chưa mù hẳn. Sau khi tỉnh dậy, John lập tức chạy về sở, tự bơm thuốc phẫu thuật thẩm mỹ hàng rởm để lẻn qua đám đông, rồi chui xuống cống, đột nhập vào phòng chứa các nhà tiên tri. Bằng con mắt cũ mà anh mang theo, với vài động tác cơ bản, John cướp được Agatha, bấm nút xả nước, trôi tuần tuột cả hai thoát đi, khiến cho hệ thống pre-crime ngừng hoạt động. Thì đơn giản là các nhà tiên tri dù mạnh yếu khác nhau nhưng mà ba người như một, thiếu một người là thôi toang. Pre-crime đành phải tạm dừng cho đến khi bắt được John và đưa Agatha trở lại phòng. Trong lúc mọi người đang chạy loạn đi tìm thì John liên hệ với một thằng em cây khế quản lý dịch vụ cho thuê giấc mơ, nó kiểu là quán net thực tế ảo ấy, giúp người ta thỏa mãn những mong muốn khó thành hiện thực. Tôi mà vào đây chắc là tôi chạy deadline hết luôn, tại vì cái thằng cha này là người duy nhất không phải cảnh sát có đủ đồ để truy cập não bộ. Với sự giúp đỡ của anh em và tất nhiên là bằng vài cú khóa tay thì John cùng thằng em truy xuất não bộ Agatha, xem đi xem lại vụ giết người mà mình là thủ phạm. Cơ mà chẳng có cái báo cáo thiểu số nào được đưa ra, John chắc chắn là sẽ giết Leo. Trước khi John kịp chấp nhận số phận thì Agatha lại cho anh xem vụ giết Anne Lively. Nhưng mà đáng tiếc là khi kẻ thủ ác cởi mặt nạ thì quân ngoài cửa pre-crime đã ập vào, khiến anh và Agatha buộc phải bỏ trốn. Họ trốn trong một trung tâm thương mại, và ở đây chính Agatha nói rằng cô đã quá mệt mỏi với tương lai nhưng mà vẫn sử dụng năng lực giúp che giấu anh khỏi đồng đội đang cố săn anh. Trên đường bỏ chạy, họ vô tình đến đúng cái nơi mà vụ án mạng sắp xảy ra. Bằng vài thủ pháp nghiệp vụ, John khiến lễ tân khách sạn cho anh xem sổ gái và nhận ra là đúng có một thằng họ Crow đang trú tại đây. Anh dắt Agatha đi lên dù cô hết sức can ngăn rằng anh có thể thay đổi tương lai, nhưng mà John không chịu. Anh muốn biết tại sao mình sắp giết người đàn ông kia. Họ đột nhập vào phòng thì John phát hiện trên giường có hiện tượng lạ, một đống ảnh trẻ em vút la liệt trên giường. Và trong số ảnh đó, bằng thị lực 10/10, John tìm thấy ảnh con trai mình. Sâu chuỗi tất cả lại, anh bắt đầu hiểu tại sao mình lại ở đây và Leo Crow rốt cuộc là ai. Hắn là kẻ đã bắt cóc con trai anh một chục năm trước. John lao ra và dần Leo ra bã. Nhưng mà ngay khi anh chĩa súng lên định bắn tên kia như pre-crime đã dự báo thì Agatha ở đó thuyết phục anh thay đổi suy nghĩ. Và thế là thay đổi thật. John không bóp cò mà thay vào đó đọc luật Miranda cho tên tội phạm. Thời khắc gây án đã đến nhưng mà anh không bắn, dự báo đã sai. Đối diện với sự giằng xé trong bản thân lại là cái nhìn khó hiểu của tên ấu dâm. Hắn thắc mắc là tại sao không nổ súng đi, van xin anh nổ súng. Tại bây giờ chỉ khi hắn bị anh bắn chết thì gia đình hắn mới nhận được tiền. What the hell? Từ từ đã nào. Hóa ra tay này được thuê để bị John giết. Tấm ảnh con anh hoàn toàn là do ai đó cài vào. Có gì đó rất sai ở đây. Cơ mà John chưa kịp thông não thì tên kia đã tranh thủ dí tay súng của anh vào ngực rồi bóp cò, tự sát. Nhưng mà nhìn theo góc nào đi chăng nữa thì trông cũng giống như là John đã giết người. Biết là không thể giải thích với anh em, John đành tẩu thoát cùng Agatha. Và những lúc khốn khó như thế này
thì chỉ còn tìm đến tình cũ thôi, là Lara. Ở một diễn biến khác, sau khi khám nghiệm hiện trường vụ giết người, Danny ở bộ tư pháp về thấy đống ảnh trên giường lộ liễu một cách đáng nghi. Anh lật lại vấn đề, phát hiện ra là có vẻ như ai đó đã gài bẫy John. Lật lại vụ án, Danny phát hiện ra vụ án này được dự báo ngay khi John tìm hiểu thông tin về Anne Lively. Anh lật lại vụ án về Anne Lively, nhận ra điểm bất thường siêu to khổng lồ nên là phải mời ông già Lama đến hỏi. Lama hẹn Danny tại căn hộ của John, chờ xem anh thanh tra sẽ cho ông xem cái gì. Danny lấy lại file tài liệu của vụ án Anne Lively chiếu cho Lama xem. Anh nhận ra là sóng nước ở dữ liệu của hai anh em sinh đôi ngược chiều với dữ liệu của Agatha. Thế là sao? Thế tức là Anne Lively bị giết tận 2 lần. Một lần pre-crime ngăn chặn được, còn một lần pre-crime không biết, tưởng là tiếng vọng nên lờ đi. Tại sao lại có người cố sống cố chết giết Anne Lively như thế? Boom! Hóa ra tất cả mọi chuyện đều là do ông già chủ mưu với tham vọng đưa pre-crime lên mô hình toàn quốc. Đúng lúc đó, như được thần thánh nào sắp xếp thì Lara gọi điện cho ông già, nghĩ rằng thầy của John sẽ giúp gì được anh. Nhưng mà thế thì khác nào cho Lama cơ hội chặt chân chồng cô đâu. Lão già gọi người đến bắt John. Ngay khi Agatha sử dụng khả năng thấu thị và đọc dòng thời gian song song, chữa lành cho hai vợ chồng nỗi đau in hằn từ cái chết của cậu con trai, thì John bị bắt giữ, cho hôn mê rồi nhét vào ống giam. Lara đến gặp Lama để xin cho chồng, đồng thời gửi lại lời của anh về những gì chồng thu thập được, nhất là vụ Anne Lively. Ông già nói sẽ tra cứu về vụ đuối nước của Anne sau. Hiện tại thì ông đang bận tham gia buổi ra mắt pre-crime toàn quốc. Nhưng mà từ từ, Lara nhận ra là cô chưa hề nói gì về cách mà Anne Lively đã chết. Thấy có mùi khả nghi, cô cầm súng và con mắt cũ của chồng đột nhập vào nhà tù của pre-crime để giúp anh tẩu thoát. Được vợ và anh em giúp đỡ, John chiếu lại từ dữ liệu của Agatha về vụ án mạng Anne Lively. Tất nhiên là cái đoạn lão Lama tự lột mặt nạ ngay giữa bữa tiệc ra mắt pre-crime toàn quốc. Sự thật sáng tỏ, Anne Lively chính là mẹ của Agatha. Vì nghiện thuốc, bà ta từ bỏ quyền nuôi con, gửi cô bé hồi đó đến cho Iris và Lama. Đáng mừng là ngay khi rời xa con mình thì Anne hối hận, cai thuốc và làm lại cuộc đời, cố gắng đòi lại quyền nuôi con từ pre-crime. Và vì Agatha là nhà tiên tri mạnh nhất nên là giờ trả cô về cho mẹ thì thôi, dự án đi luôn. Lama cố tình muốn loại bỏ Anne khỏi câu chuyện, thuê người đến giết bà mẹ, và vụ này thì bị pre-crime ngăn chặn. Nhưng mà ngay khi tổ cảnh sát vừa rời đi, lão già đã xuất hiện để tự tay giết Anne. Tất nhiên là cả ba nhà tiên tri đều dự đoán được hai vụ này, nhưng mà lão Lama đã khôn khéo dùng đúng cách cũ, khiến các chuyên viên ở sở tưởng đây không phải là hai vụ riêng biệt như Danny đã phát hiện ra, mà là một vọng âm từ các vụ án đã bị ngăn chặn. Mọi chuyện tưởng như đi vào dĩ vãng cho đến khi John thấy mùi và tìm ra điểm rối lừa, tiến hành điều tra, khiến lão lại phải hành động để gạt dò anh trước bằng việc lại thuê người đến, nhưng mà ngụy tạo bằng chứng để mồi John giết hắn. Nhưng mà giờ nhờ Lara, John đã thoát ra và vạch mặt được lão già trước khi hoài bão của lão mở rộng ra quy mô toàn nước Mỹ. Cùng lúc đó, ở sở pre-crime, một vụ giết người bột phát nữa lại được tiên tri ra, nạn nhân là John, còn thủ phạm chính là Lama. Lão già tìm anh để ăn miếng trả miếng, mặt đối mặt, đầu đối đầu. Lão Lama bị John đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một là lão giết anh, chứng minh là pre-crime luôn đúng, nhưng mãi mãi lão sẽ bị giam trong tù. Hai là tha anh tự do, nhưng mà thế tức là pre-crime thì vẫn hoàn toàn dựa vào may rủi. Lama ngộ ra tham vọng đã dẫn mình đi qua những con đường tối tăm đến mức nào, tỉnh ngộ, cầu xin John tha thứ, rồi tự sát để bảo toàn danh dự. Time skip một thời gian sau, tất cả đã qua đi. John và Lara làm lành với nhau, trở về nhà một lần nữa, làm lại cuộc đời. Dự án pre-crime bị bác bỏ. Tất cả những tù nhân trước đó, những tiền tội phạm đã bị ngăn chặn việc gây án được trả tự do, dù người ta vẫn cử người theo đuôi bám sát. Sau cùng, Agatha và cặp song sinh được sống như những con người, chuyển đến một nơi bí mật và biệt lập để sống một đời bình yên, không bị chính thiên phú của mình hành hạ. Và biết đâu họ sẽ đi tiên đoán số đề. Và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong Minority Report, bản báo cáo thiểu số. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.